fortune seemed his lie. We ran into a drifted bank, and there we got upside. Jingle bells, jingle. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tiếp nối hành trình ở quận 4 ngày hôm nay, chúng ta sẽ lang thang ở một con đường nữa. Đó là con đường Xóm Chiếu. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến cuối đường Tôn Thất Thuyết, sẽ đi ra xóm Nhà Sàn, đi ra bến Vân Đồn. Hôm bữa chúng ta có đi đó. Và hôm nay theo buổi đi dạo ở quận 4 thì chúng ta sẽ tiếp tục lang thang ở con đường Xóm Chiếu để nhìn thấy những hình ảnh con đường Xóm Chiếu ngày hôm nay, và đi qua những cái hàng quán ăn uống để các anh chị và các bạn thể cập nhật và tham khảo nếu chúng ta có dịp đến Sài Gòn và mình cũng biết được đường Xóm Chiếu ngày hôm nay nó như thế nào. Và đầu đường Xóm Chiếu với lại Tôn Thất Thuyết, chúng ta có một cái trường, đó là trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và nhìn bên cánh trái, đó là con đường Tôn Xóm Chiếu. Có lẽ ngày xưa thì con đường này bán rất là nhiều chiếu nên thành ra đặt tên là Xóm Chiếu. Và thẳng hướng này mình sẽ đến cầu Kênh Tẻ. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng con đường Xóm Chiếu. Và con đường này cũng không có dài, không có lớn lắm. Chỉ nói liền từ đường Tôn Thất Thuyết cho đến Nguyễn Tất Thành thôi, cũng là Trịnh Minh Thế ngày xưa đó. Ở đây cũng có một xóm đạo, đó là xóm đạo 200, chợ 200, nhà thờ Xóm Chiếu. Xíu nữa mình sẽ đi ngang ngôi nhà thờ đó nè. Và không khí Noel cũng tràn ngập khắp phố phường với những đèn led, với những hang đá. Và con đường Xóm Chiếu ngày hôm nay, không biết ngày xưa thì như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng nhỏ lắm, không có lớn. Chúng ta thấy ở đây có trang trí Noel nè, mừng Chúa Giáng Sinh, những sắc màu lung linh. Nó sớm đạo. Thì hình như cái hẻm đó đi vòng qua cái phía sau nhà thờ Xóm Chiếu luôn thì phải. Chúng ta đi tới một tí nữa, bên cánh phải. Bên cánh phải có cái hẻm đi vô nhà thờ. Và con đường này nổi tiếng ăn uống nữa nè. Quận 4 thì đường nào cũng có quán ăn. Có lẽ người quận 4 nấu ăn rất giỏi nên thành ra có rất nhiều món ăn ở đây. Như đặc biệt là các quán ốc. Đó, quán ốc tô nè. Ốc tô Xóm Chiếu. Ở đây ốc tô, đặt tên ốc tô là do cái món nào cũng là ốc và món nào cũng để vào một cái tô. Ốc tô Xóm Chiếu nổi tiếng ở quận 4 này. Và em cũng có dịp đi đến đó một lần với lại một người anh. Và đó ăn cũng ok, giá cả hợp lý. Đây có cái shop đồ si rất là lớn luôn nè.
giáo giáo họ giáo họ Đức, giáo họ Lô Đức, giáo họ Lô Đức, rất là đẹp luôn. Sài Gòn bây giờ là hơn 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Chúng ta đang lang thang ở con đường Xóm Chiếu, quận 4. Biết đâu trong những hình ảnh này lại có được những cái kỷ niệm của cô chú anh chị ngày xưa đã có một thời gian gắn bó, và thông qua đây thì chúng ta biết được con đường Xóm Chiếu ngày hôm nay nó như thế nào. Và đến đây là khu chợ 200 nè. Ở đây bán nhiều hàng quán ăn uống, rất nhiều món. Ở đây thấy có bánh mì đó. Rồi bên đây là quán phở, phở bò kho. Ồ, kẹt xe rồi, đông quá. Ở đây có cháo vịt nữa nè. Đông ghê chưa. Đi thẳng ra là Nguyễn Tất Thành đó ha. Chúng ta sẽ quẹo phải, phải đi vô nhà thờ. Ở đây có cháo vịt cũng rất là ngon nè. Và đây bán rất nhiều đồ ăn luôn. Đây thấy hai ba quán cháo vịt luôn, bún mắm, bún thái. Và cuối hẻm là nhà thờ Xóm Chiếu nè. Chúng ta nhìn lại ngôi nhà thờ này. Ở đây có một cái trường mầm non. Cũng là một trong những nhà thờ rất là lâu đời rồi. Đó, nhà thờ được thành lập từ năm 1856. Cho thấy cái bề dày lịch sử của nhà thờ này rất là lớn, rất là lâu. Nhìn lại ngôi nhà thờ nè, bắt đầu đi vào khuôn viên của nhà thờ. Bên tay trái thì có những cái hẻm đi thông ra đường Đoàn Văn Bơ. Nhà thờ đang làm lễ nên là bằng kim đen cái bản sách ghi sai nha này đối chiếu với cái câu trả lời của Giêsu nói với các môn đệ về bảo với nhau anh chú nói các anh về thuật lại với nhau anh những điều mắt thấy tai nghe người mù sẽ thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ đi nghe được, người chết dỗ dậy và kẻ nghèo được nghe tin mừng. Nếu ông bà chị em đem so sánh hai cái đoạn này với nhau thì chúng ta sẽ thấy
thiếu một ý mà xem ra ý này rất quan trọng cho em. Ý đó là người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm bị họ người ta trả tự do cho người bị bắt. Nguyên số không thể tác động. Mà ý này đối với cho em thì không có sao. Ông đang hỗn độn. Ông đang không chờ đến cái xe đến dài. Do là em mặc áo ba lỗ quần sọt nên thành ra không tiện bước vào nhà thờ tại chỗ tôn nghiêm. Hình ảnh của Chúa Giêsu. Là phải cứu ông khỏi cung tù và cứu cả dân tộc Do Thái đang bị nô hộ. Với Do Thái, Đức Chúa Trời Bình Kiều theo nghĩa như thế phải làm. Vậy thì Do Thái không cần phải làm. Người bên này hang đá nè, là mẹ Maria. Không phải là làm hay lật đổ mà đến nhập một đến khi đến đó là chưa biết nhà thờ Sấm Chiếu thì hôm nay chúng ta sẽ khám phá trong đây có hang đá nè. Sau khi cầu nguyện bình an đến tất cả anh chị thì em mời anh chị chúng ta tiếp tục đi lang thang ở trong những cái con hẻm này. Quay trở ra tiếp tục đi ra đường Sấm Chiếu. Đây là địa chỉ 92B đường Tôn Thất Thuyết. Địa chỉ đây rất là lộn xộn nên số cũ số mới nên cũng không hiểu. Dạ, các bạn hỏi anh.
chia buồn cùng gia đình. Rồi chúng ta tiếp tục đi ra ngoài ha. Tạm biệt nhà thờ Sấm Chiếu, chúng ta tiếp tục đi ra con đường Sấm Chiếu, con đường ăn uống về đêm rất là tấp nập. Đó, thấy quán ốc nè, đông đúc ghê chưa. Những tiếng xào chảo len can lóc cốc lóc cốc. Cộng thêm cái mùi hương bốc lên làm chúng ta không thể không nó đói bụng được. Sẵn đây thì cập nhật với các anh chị, nếu mà chúng ta có nó đến Sài Gòn thì mình có thêm một đường nữa để ăn uống, một đường ăn uống luôn chứ không phải là một địa chỉ ăn uống. Mình thích quán nào thì mình vô quán đó. Ở trong kia còn nữa nè, khu này gọi là chợ 200. Và chúng ta cùng đi ra ra đường Sấm Chiếu. Để đến đường Sấm Chiếu này từ quận Nhất, các anh chị có thể đi qua cầu Ông Lãnh, rồi đi xuống đường Hoàng Diệu quẹo trái ra đường Tôn Thất, đường Nguyễn Tất Thành, và chúng ta sẽ quẹo phải vào con đường Sấm Chiếu. Cả một con đường ăn uống, hy vọng là những cái món ăn ở đây nó cũng phù hợp với khẩu vị của chú anh chị và các bạn. Ở đây có cơm tấm đó. Bên kia là bún măng vịt đó. Video này cũng hơi dài đó, nên các anh chị và các bạn thông cảm nha. Quận Tư về đêm thì quận Tư thì lúc nào cũng ồn ào tấp nập náo nhiệt, không riêng gì ban đêm ban ngày. Ta đi một đoạn nữa thôi, một đoạn nữa là sẽ đến
đến đường Nguyễn Tất Thành, Trịnh Minh Thế ngày xưa đó. Tới đây thì cũng quán ăn cũng vắng bớt à. Cái đoạn ngã tư lúc nãy là trung tâm đó, ngay khu nhà thờ Xóm Chiếu là trung tâm. Vào quận Tư ngày nay thì cũng rất là an ninh, sạch sẽ hơn ngày xưa rất là nhiều. Sài Gòn thì có rất là nhiều con đường, tuy là Sài Gòn không có rộng lớn lắm nhưng mà đường xá thì rất là nhiều, nhiều đường, mỗi con đường lại có rất nhiều con hẻm, và mỗi con hẻm lại gắn liền với ký ức tuổi thơ của rất nhiều anh chị. Hy vọng một phần nào đó em cũng mang lại một số hình ảnh để các anh chị, các bạn gần hơn với Sài Gòn khi mà chúng ta chưa có dịp về Sài Gòn. Và nhân đây thì cũng cập nhật vài hình ảnh để các anh chị khác chúng ta có một cái hình dung về con đường gọi là Xóm Chiếu ngày hôm nay. Nhất là các anh chị làm nghề bất động sản, muốn xem con đường đó về đêm như thế nào, an ninh như thế nào, rồi bán buôn ở đó như thế nào, dân số dân cư ở đó làm sao, thì thông qua video này thì chúng ta cũng biết được con đường này như thế nào để mình có thể chào giá với khách cách dễ dàng. Một video cũng mang lại một phần giá trị nào đó đến các anh chị và các bạn, em cũng rất là hạnh phúc. Và điều đó còn hạnh phúc hơn khi mà được các anh chị và các bạn chia sẻ đến những người chưa biết kênh Vinh Lâm TV. Thì mỗi sáng thức dậy, điều đó hạnh phúc hơn nữa khi mỗi sáng thức dậy em lại có rất nhiều tin nhắn của cô chú anh chị, và đó là động lực để em có thể đi rất nhiều con đường. Rồi chúng ta sẽ đi một đoạn nữa ha. Và nếu cái video này nó dài quá thì mong các cô chú anh chị thông cảm ha. Chúng ta sẽ xem để trọn vẹn con đường. Thì con đường nó cũng hơi dài, cũng có nhiều sự kiện. Cũng có nhiều cái để xem nữa. Nên thành ra thời gian nó hơi dài tí. Và đến đây chúng ta cũng sẽ nói lời chia tay rồi, tại vì cũng cuối con đường Xóm Chiếu rồi. Cuối đường Xóm Chiếu là đường Nguyễn Tất Thành, Trịnh Minh Thế ngày xưa.
Và nhân đây em cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Quỳnh Lâm TV. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một mùa Noel thật là hạnh phúc và an lành bên người thân, bạn bè và gia đình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta đã là đường Trịnh Minh Thế ngày xưa và cũng là Nguyễn Tất Thành ngày nay nè. Bên cánh trái là bên cánh phải là đường Nguyễn Trãi. Rồi mình nhìn lại con đường mình vừa đi qua nè. Đông đúc ghê chưa. Và cái đoạn cuối này thì không đông bằng đoạn giữa. Trung tâm là chợ 200, nhà thờ Sớm Chiếu. Và đi thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về quận nhất, cầu Khánh Hội. Bye bye các anh chị và các bạn.